quay anh đã, quay anh đã. Anh nhìn này, anh nhìn cái chữ giữa Hà Nội E9 đấy này, bé tí này, không cái chữ ở dưới cơ, cái biển trắng trắng cơ. Đấy anh thấy những cái chữ này nhá, tôi làm hết lẹ lét hết cả lên này. Anh thấy chưa, lét chưa? Đây đây khoảng 100 mét đó. Đấy, mỗi tay mình hơi rung thôi đúng không? Này. Đấy nhá, bắt đầu tôi rung lại nhá. Tại vì tay mình rung thôi đúng không? Đây, bây giờ này, bây giờ zoom lại xem là khoảng cách là bao nhiêu mét. Anh thấy không? Tít tít mãi đằng kia. Nó hiện trên kia, nó hiện trên bao nhiêu mét không? Không, đây có 13 mét. Mét đấy. Đấy, nhưng anh thấy không? Kinh không?